Xin chào các bạn nha. Nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn mấy cái con lười bông Brand nhé. Đội con Brand nhé. Hôm trước giới thiệu mấy con Zumba, hôm nay giới thiệu đội con Brand. Thì đây, đây con này cũng khá mới. Mấy cái lá bài hôm trước cũng chưa giới thiệu qua được con này. Con này con cất tai này. Con này bắn viên đạn như khẩu đạn của con tút cây xương giống ấy. Không để bắn mấy cái con Zumba bộ bóng bay nhé. Đây, đây là con tút Strong. Đó, ở bên ngoài này nó làm to hơn. To hơn trong game nhiều. Trong game là nó nhỏ cây nấm tí tí. Ngoài này nó làm bự này. Còn to hơn cả cái con đây, con này là con Split Pier. Split Pier thì con này là đặc điểm nổi bật hai đầu nhé. Đó, một đầu bắn phía trước này, một đầu bắn phía sau. Đó. À, nhìn này. Okay. Giới thiệu đây cái cây này đi. Ba cái lá này như kiểu một cái như kiểu là cái cánh quạt ấy. Cây này như cánh quạt ấy. Thổi các bạn ở Zumba bóng bộ bóng bay bay về phía sau nhé. Đây còn đây là đây, quả cà chua nổ, quả cà chua nổ đây, một con một quả bị tròn mắt à. Rất là hay luôn. Đây này. Đây là quả ớt. Nó có thể nó làm được một cái giá đỡ đấy, để nó có thể đứng được như này. Không quả ớt bình thường nó chỉ nằm thôi. Đây là bông hoa. Bông hoa đang cười. Còn đây là bông hoa hướng dương đơn nhá, rất là to luôn. Đây, và đây là bông hoa hướng dương đôi này. Đó. Ok, kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.